À, lại đầu tiên xin chào tất cả các anh em cần thủ từ miền Nam và miền Bắc. Hôm nay em vẫn lên cho anh em một clip là chín con máy. Hàng đầu tiên là hàng cho anh em tập lua, hàng thứ hai là cho anh em đánh bạo lực, hàng thứ ba đánh biển, đảo cá. Đếm vô cụ thể từng máy cho anh em xem. Những anh em nào mua máy của em á, em đều cho kiểm tra hàng trước khi thanh toán. À, số điện thoại em có để trên clip, anh em cần liên hệ với em, số đó vẫn là số Zalo, Facebook của em luôn. Rồi. Rồi, máy thứ nhất em lên cho mọi người là một con Sinox. Sinox C 2000 GB, C chuẩn là 4000, cước bóng được 150 m. Hàng này hàng có Nhật nha anh em. Hàng này chuyên cho anh em đi tập lua, câu tôm, câu tra, câu mè ngon lành. Hàng hoạt động rất là mượt anh em. Mượt thì khỏi chơi, không rung lắc, rất là mượt. Thấy không? Hoạt động rất là êm mượt. Lấy cước thì lấy cước ok. Mô bên thì mô bên sống. Ngoại hình chắc còn khoảng xước sát ít. Đây, có những vết dầu mỡ nó dính đây. Anh em về lấy xà bông hay kem đánh răng á, chà là hết. Mô bên sống, còn lăn lăn. Giá con này em bán công khai là 300k anh em, 300k một máy Sinox. Hàng của Nhật, xe 4000. Máy số 1 300k. Máy số 2 vẫn là máy Sinox. Máy Sinox là 1500, xe chuẩn là 3000. Lấy cước cũng ok. Hoạt động trơn tru. Đây hàng của Ryobi. Có những quét dầu mỡ dính nha anh em, về anh em lấy keo đánh răng xà bông chà lại là hết. Đây một mình sống ok, lấy cước ok, quay ngược ok. Giá con này bán vẫn là 300k anh em, xe này là xe 3000. Tiếp theo của mình lên là một con máy số 3 là một con Holiday 3000, một mình sống, lấy cước ok. Hoạt động êm mượt, tay quay là tay quay kim loại. Những hàng của Nhật này là tay quay kim loại nha anh em, không có dụng mà cảo mà gãy tay quay được đâu. Đó, lấy cước ok. Đây bật quay ngược, rất là mượt anh em, quay ngược là bao mượt luôn. Một bên ok. Giá con nguyện này vẫn là giá 300k. Hàng này hàng của Malaysia xuất Nhật còn tem. Những con này cho anh em nào mới tập lúa không thay câu tôm câu mè á, rất là em tài dữ lắm em, quay mượt nè, mượt là khỏi chê. 300k cộng ship nha anh em, ship là tầm 30k thôi. Những máy nhỏ này ship giá rất là bèo. Rồi tiếp theo những máy lớn, hàng máy lớn thứ nhất đi. Hàng máy lớn này là một con Olympic. Đây xước đây chút chóc sơn thôi, nồi thì ok, bóng mô bin là mô bin sống, hoạt động là trơn tru, quay một cái nó quay quá trời quay luôn. Đây thấy không, quay nhẹ mà quay ngon lành. Đúng không? Quá trời quay. Hàng này á, là xe này là xe tầm 7.000 8.000 7.000 xe tầm 7.000 Shimano, mô bin sống. Tem mạc đầy đủ, hàng của Nhật. Dòng tô là 5 chấm 4.6 1.4.6. Khối lượng là 515 g. Lấy cước ok. Đây, lấy gạt mặt rất là mạnh nha anh em. Hoạt động thì khỏi chê rồi đó. Quay nhẹ thôi, nó quay quá trời quay. Tay quay là tay quay kim loại, tay quay dặn. Tay quay kim loại, tay quay dặn ốc. Đây. Ship tay quay bình thường. Hoạt động khỏi chơi. Giá con này bán là 450k nha anh em, 450k. Anh em mà đánh biển á, đánh mấy con này rất là bao. Bao đánh luôn thôi, đập đánh cha á. Đánh cha, đánh chơi, đánh chim á, mấy con này là em bao cảo nha. Cảo mà tầm 5 kg thì bao luôn. Tiếp theo cho mình là một con máy vẫn là máy Olympic 4000. Xe chuẩn con này là, để em coi thông số cước, xe chuẩn
À, thứ sáu được 260 m, xây chuẩn 8.000, 6.000, 8.000, xây chuẩn 7.000, 8.000. Đây, ngoại hình ok, mắt tem đầu, ngoại hình ok, ngoại hình ok, không còn nhiều khó bàn. Mấy con này là đánh biển là bao, cạo cá là bao, hàng này hàng của Nhật, hoạt động con bao ok. Hoạt động ok nha anh em, đó hoạt động là chân chu không lỗi. Lấy cước thì thấy ok, đây gạt cước ok, tệ quay bấm vô ok. Giá này công khai luôn cho anh em là vẫn là giá 450k nha anh em, 450k lấy ok. Máy này máy Olympus, hàng máy em, máy này đều là đổi trái phải bình thường nha anh em, máy nào nói chết trái thì chết trái, chết phải chết phải. Đó, giá này 450k một con Olympus, xây 7.000, 8.000, hoạt động bao mượt. Rồi máy số 6, à đây một con máy số 6, vẫn là một con máy Olympus, con này xây tầm 10.000, ngoại hình chắc còn khoảng 90%. Đây mối ăn ở đây chút, cước này cước Nhật đi theo luôn nha anh em. Đây Olympus tay quay ok, hoạt động quá mượt. Động không còn gì hơn. Con này đặc biệt là sở hữu cốt trợ lực nha anh em, cốt rất là bự, cốt là sử dụng nút nút dặn trên đây nè, rất là bự. Anh em về lấy vít dặn dặn qua lấy nồi ra thôi, dặn rồi. À, tay dặn không được, cốt rất là to cho anh em mua bên sống. Giá con này vẫn bán công khai luôn 400k, để cước ok 400k nha. Máy này đặc biệt là máy chỉ quay tay phải thôi, không quay tay trái, máy này máy chết phải, chỉ quay tay phải thôi. Giá 400k cộng ship, tiền ship mặc định bên em là 30k nha anh em, 30k tiền ship, thấy không? 400k cộng ship. Rồi tiếp theo cho mọi người là một con máy số 7, một con máy số 7, một con máy độ chế của Nhật độ, Việt Nam không có độ đâu. Đây xước đầy tí, con Power 1, hàng này là hàng nội địa Nhật. Nhiều anh em nói là hàng đại qua này, đại qua Mỹ gì đó, không biết, hàng nội địa Nhật. Đây mua viên trên tay. Đây máy này thường là máy cối cạn, máy cối sâu, nhưng người ta đổ cái nồi lên, nồi này nồi inox, nồi nhôm, thành là máy cối nông. Đây rất là nông, những máy này hoạt động rất là trơn tru nha anh em. Anh em đánh biển đánh con này ok, em bao ra cước một cái là nửa cuồng dây luôn á. Xe này là xe 5.000, nồi này là 5.000, nhưng máy là máy 10.000. Máy này cạo cá thì khỏi cần gì phải chê hết, mơ bên sống đó là cộng ok, lấy cước ok, trả ngược ok, trả xuôi ok. Giá này công khai cho anh em luôn 600k cộng ship, tiền ship mặc định chắc tầm 30k thôi, 30-35k. Ngoại hình xuất sắc thời gian, nhưng mà anh em về đánh á, bao mọi thể loại luôn, đánh mà hư được mấy con này chắc cũng xong luôn rồi, chứ không còn gì phải cứu hết. Mấy con này tải cá rất là cao nha anh em, cạo cá cũng rất là ok. Tay quay nè, tay quay kim loại nè, những máy tay quay bằng nhựa, tay quay nóc á, tay quay nhựa, tay quay carbon á, lại hay gãy lắm. Mấy con này lại thì khỏi bao gãy đó. Dạ 600k cộng ship một con máy tay qua hàng nội địa Nhật. Tiếp theo của mình là hai con máy bự, rất là bự. Đây, một con này là ST5, xe này xe chuẩn 10.000, ngoại hình ok, nồi rất là bóng anh em. Đây nồi rất là bóng, lấy cước cũng ok,
hàng này hàng đây qua Nhật. Đây ta quay bấm ok, gạt động trơn tru không hề phải bàn. Đôi bên sóng đây, những vết này vết dầu mỡ nó lan ra không sao. Đây ngoại hình trên đây ok. Đây xước ở đây tí, đôi bên môi sóng đủ tem nha anh em, lấy cước ok, hoạt động trơn tru đó, thấy không, hoạt động rất là êm, kêu rất là đã tai. Đó mô bên sóng con này xe chuẩn là 10.000, cước 10 được 190m, xe chuẩn 9.000, 10.000 chuyên cho anh em đi đánh bông lau, đánh bạc xa, đánh biển, đánh đủ thể loại luôn, đánh lục cũng được. Anh em mới tập câu thì lấy con này đánh lục thì ok, bao cảo. Giá cái này công khai là 750k anh em. Con này em có đăng trên trang cá nhân của em rồi, những anh em hỏi rất là nhiều, mà em đã đăng bán máy thì em phải công khai giá. Nó rất là mới, rất là bóng, 750k nha anh em. Máy số 8 rồi, một con máy số 9. Máy số 9 là con đây qua ST5000, con này đẳng cấp. Đây đủ tem, hàng của Nhật. Đây đây cốt ok, đặc biệt con này sử dụng cốt rất là to nha anh em. Đó cốt rất là to. Đó đây đó, ô bin là một bên sóng sử dụng cốt to, đó siết chặt. Tay quay là tay quay gập, gập vô cái là rất là gọn nha anh em. Và tổng là chân châu, thấy không, rất là mượt. Đó mấy con này ngoại hình, ngoại hình rất là đẹp, chất lượng cũng đẹp luôn. Giá công khai luôn 850k nha anh em, 850k cộng xếp, một con máy cốt cho lực và tổng chân châu xe 10.000. đó khỏi bàn. Đó đây ngoại hình con máy, quay cụ thể cho anh em, xước nhẹ nhẹ đây tí, không quay cụ thể cho anh em xem luôn chứ không có giấu một phần nào hết. Đây máy hoạt động trơn tru như clip nè anh em, nhận máy á, kiểm tra máy, cầm máy lên quay mà không trơn tru được giống như em vậy á, trả máy về cho em liền. Đó rồi mình sống nha anh em. Đó, những máy em bán á, em đều ship mở miền tổ quốc hết. Em có thể số điện thoại góc này, anh em tham khảo giúp em nha. Có việc alo em hoặc nhắn tin Facebook, Zalo em đều trả lời. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip. Clip sau em sẽ cố gắng lên cho những em máy câu tôm nguyên bộ luôn, cần máy luôn, giá ok cho anh em tham khảo. Rồi, cảm ơn anh em.